ngay chân cái cây đà ngang này. Nó nằm chưa thấy không? Tôi không không thấy. Dạ. Qua cái trồng cái đỡ nằm đây rồi. Cái nệm này bạn ra nằm này à. Dạ. Rồi nó vô cửa bệnh á. Nó đĩa chết rồi. Bệnh dạ. Tóc chạy qua. Dạ. Chạy qua kì nó đỡ vợ nó xuống rồi. Dạ. Là tại luôn cái cây xiên này luôn hả chú? Treo cái xiên này mới treo bên đây không biết. Không à, treo bên đây chú. Bên đây luôn hả chú? Tôi nói không biết bên nào. Dạ. Mà cái cây này nè, dạ. Treo cây này nè. Không biết nằm đây hôm nay không biết. Dạ, thì chính là... À, thì là cả Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn thì hôm nay các bạn thì có đang cũng có một cái tin cũng chấn động nha. Ở chân là ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nha. Thì hôm nay các bạn thì Tiến Thạc Lâm sẽ quay tiếp tục lại nữa cho các bạn cùng xem. Thì có một người phụ nữ đó các bạn thì có ba đứa con nhỏ mà không biết gì chuyện gì mà người vợ ở trong cái ngôi nhà mà hai vợ chồng đang ở nha. Thì hôm nay đó thì Tiến Thạc Lâm sẽ đi vô sẽ hỏi những cái người hàng xóm ở trong nhà. À, lại để cho mọi người cùng nghe nha. Gì trời? Ai biết mà trời chú con nhỏ này nó đi buồn tám chú muốn chết. Dạ. Thiệt dữ lắm. Tự nghe. Là cháu ngủ mà. Giống như là cái người chồng nãy giờ em cũng có phỏng vấn nhưng mà cái người chồng là cũng như là người chồng là không biết là vợ mình là chuyện gì để là vợ mình nó chết ở đây không có ai mà biết. Tôi nói cho hay là tôi đi không có đổi luôn đó. À. Bệnh sáng thì tôi nằm luôn rồi tôi không có qua được luôn á. Dạ. Vậy mà nó bất ngờ vậy đó. Thấy không có cự cãi nhau không nó hiện đó. Thời gian với nó có gì đâu. Chồng nó mặn cái bà chứ đâu phải vậy đâu. Dạ. Hai ba giờ nó đi vô nó cá rồi. Dạ. Không có cự một tiếng nào trời á. Chắc sáng cũng đưa con đi học rồi về cũng cơm nước. Dạ. Có cái gì chứ. Bởi... Nói chưa mình. À, thì đây là cái bà bài và chồng ha. Thôi thì bây giờ là các bạn thấy là trong tình làng nghĩa xóm các bạn thì nào người nào đi đến đây để là đốt cho là em gái này một cây nha mà người nào cũng khóc hết nha không biết là một cái chuyện gì mà đã là chiều cổ mình ở trên một trong một cái ngôi nhà. Đây là cái gì của con? Dạ. Dạ. Tôi vậy cái mẹ nó. Dạ. Gì thứ tư là con. Dạ. Cậu thứ sáu nó không có đi. Thứ bảy nó về bảy nó. Dạ. Rồi của gì có biết là chuyện gì không mà sao mà? Không có biết cháu nó từ hồi nó có chồng về đây tới giờ là không gặp mặt nó. Dạ. Không biết. Không có gặp chồng thôi sao luôn nữa. Không có gặp tỷ luôn á. Mà nó thằng chồng nó tới giờ là không thấy mặt nó luôn. À. Không thấy mặt nó bao nhiêu năm mà. Mà không biết bao nhiêu năm nữa mà không có rồi không biết không có gặp chỉ luôn á xuống thì lên xuống cũng không có gặp xuống gì hay vô thăm mẹ nó hoài à mà không gặp mặt mẹ nó không gặp mặt nó. Dạ. Ở trên phường Tân Hải á khóm cho nó dạ em nhưng mà tôi nói cho chị nghe là tôi không phải là tôi nói phải cũng phải làm gì làm cũng phải chờ gì nó đủ nó sống nó cũng có nguồn có gốc chứ đâu phải làm mà nó không có nguồn không có gốc chị cho cũng có cha có mẹ có ông có bà chứ đâu không có dạ không chưa có xuống bị sáng công việc trong nhà chỉ tùm lum chứ cũng này mẹ cha nó mới ở ngoài ngoại từ hôm giờ cũng ở ngoại rồi em về đó chứ cũng đâu có ở nhà nhỏ nhất là dạ hỏi vậy nó cũng biết mấy tuổi luôn á con nó vậy hỏi nó cũng biết mấy tuổi luôn á dạ
nó nói cho hồ quá gãi vậy như chị nó vậy đó, không có đứa nào mà nói chuyện mà ấy cho đứa nào quá gãi không có lanh lợi như người ta. Chị nó cũng vậy là không có lanh lợi, từ hồi mà tôi nó cứ con vợ nó tới giờ tôi mới biết mặt cháu rể đó, chị em tôi mới biết mặt thôi. Cô là sao của lại tôi là dì của nó, dì của chị, dì Mánh. Hai bà này thứ ba, tôi thứ tư nè. Dạ. Chắc là mấy dì cũng biết thông tin từ trước nhưng mà không dám cho cô hay ha. Thì nó còn một cháu nó cho hai ngày sáng không biết không hồi sáng mới vô hai sáng nè, rồi dám cho bà hay sợ bà bị tai biến rồi, bà luôn có gì mệt nữa. Chứ đó giờ đâu biết đường xuống đây đâu, đó giờ đâu biết nhà cửa gì đâu mà nó đầu đi không biết thằng cháu ghế ra làm sao nữa. Trời đất ơi, bữa nay mới biết đó, bữa nay mới biết đó, cháu ghế đó chứ hồi đó giờ đó giờ không biết thiệt. Dạ không có gì mà không biết, đâu có về chán đâu mà biết. Liễu nó không có về luôn, Liễu nó không có về luôn nữa. Rồi có chồng bây giờ không về luôn nữa. Mẹ nó đưa lên tôi là mà năm mẹ nó đưa tôi lên tôi ở chơi đâu 2-3 ngày là tới năm nay là mười mấy năm rồi đó, tôi mới xuống đây đó là nó đi từ xuống đây mới biết mấy đứa cháu nó nằm nổi vậy thôi chứ còn tôi cũng không biết chứ không biết nữa. Ba nó mất rồi tôi biết có thằng này nè, nó mới có một chút xíu rồi nó gì vậy đó. Tôi nghe nói là nó có chồng, có chồng tôi tưởng đâu là ở gần nhưng chả nó ai trong mấy mà gần mẹ nó chả nó ai ngờ đâu đi xuống đây gì chạy gì tâm tâm mù mù thì có mẹ nhưng mà giờ mẹ bị tai biến thì nó không biết tai biến được giờ đâu có nói giờ gì nó giờ nó cũng ít về mẹ nó nữa, năm khi một quả nó mới về mẹ nó cũng ít nấu lắm chứ rồi nó hết nấu hồi nhà hồi đó bây giờ là cái phải tụi tôi hay là tụi tôi đi xuống mà nói là cho hay đặng Liễu chết chứ không có nói gì, không có nói gì cái gì rồi tới chừng mà chưa đó mới nói là Liễu nó khổ chết là nó mới nói cho khổ cái hồi mới là nó Liễu nó mới đầu nó Liễu chết nó không biết chết gì không biết, cũng nhờ mấy anh shipper này về quay tao có gì giúp đỡ cho mấy đứa cháu tôi cái quan tài á dịch của ta cho chùa Long Thành là toàn bộ hàng hương với lại làm lễ đây luôn là bên chùa Long Thành còn là mấy cô á là bên của bên chùa là lại cô chùa bên này dạ là mình thấy tin là mình cũng biết dạ đồ Phật cảm ơn mấy cô. Con chào cô. À, cô cho con hỏi là cái sự việc đó, nó xảy ra vậy là cô hai là lúc nào? Con ra nó qua nó cô hai thì nó phải cô đây là bà nội hả cô? Là mẹ của mắt, mắt đứa bé nó rồi hồi ngủ bên này nó kêu không hay. Cái chị nó dỗ cửa rồi nó lại chạy ra thấy nó đưa nhỏ này xuống rồi. Cái chị Liễu này là hàng ngày á có cái biểu hiện gì không cô? Không, không có gì trơn á, không có gây lộn, không có gì hết. Dạ. Cũng vui vẻ bình thường vậy đó. Chiều nó cũng đút con ăn rồi nó cũng qua đi mua cho trai về nó cũng lựa súng mẹ lựa đó. Dạ. Ai đi mua cho trai cô? Cô đi mua. Cô đi mua cho trai. Cô có lệ mua cho. Dạ. Là cô là buổi tối là cô ngủ là cô cũng giữ giùm một đứa nhỏ cho gia đình nữa. Đúng rồi, nhỏ hai con nữa. À là của một con của một người khác. Đúng rồi. Chứ không phải là con của chị Liễu phải không? Đúng rồi. Con trai út. Là bà là giữ cháu nên là cũng biết cái chuyện bên đó. Rồi tới khi mà anh Phong ảnh la lên rồi mới biết hả? Đúng rồi. Dạ. Qua thì mới nhiều người em gọi ngồi. Nhưng mà trước đó là cô có thấy cái chị có cái dấu hiệu cái biểu hiện gì lạ không? Không có thấy, không thấy thì hỏi nó rồi không có thấy. Không thấy buồn đồ không thấy buồn bình thường đó đi chiều đó làm sao cô? Cô thấy có gì cho nó còn lựa cho chay ngay đây nè. Không gì hết luôn. Không. Bình thường vậy đó. Nhà cô là sát bên đây luôn. Là cái sát bên luôn. Bên đó. Cái nhà mà bên cạnh một xíu. Phải không? Nhà của anh Phong chị Liễu á. Tôi không biết sao hai đứa con trai nghèo nó cái tôi cũng phân ra đứa này có vợ đi kia có chồng rồi thấy hai đứa sợ ở chung là hai chị em dâu cũng chồng phân ra đứa con nữa cũng nghèo không có đất. Chính xác là chị Liễu bao nhiêu tuổi cô?
57 tuổi. Tuổi thân. Đâu có. Chị Liễu. Chị mất á. 31 tuổi. 31 tuổi mà ba đứa con. Dạ. Rồi cô là mấy người, ba người con là hai trai một hai trai một gái. Dạ giờ có hai người con này chia cái nền ra làm đôi. Dạ. Cô cho con hỏi một xíu, hồi nãy là anh Phong mình có nói rồi mà con cũng chưa nghe rõ, là tức là những cái hàng hương đồ đây là có một bên nào đó hỗ trợ bên chùa Long Thành, là họ hỗ trợ 100% luôn hả? Là cũng may chứ gia đình mình chắc không lo được phải không? Nghèo lắm. Dạ. Chúng mà không đủ sống đâu. Anh Phong này là con trai lớn, còn cái người ở với cô là người con trai út. Rồi cái ngày thường đó là cô công việc cô đi mua chai chai đó. Rồi cô có giữ phụ thêm cháu nội được không? Đó, đi qua trả nợ. Dạ. Bây giờ tôi mua đồ nhà thì sớm một chút. Dạ. Mua đồ ít thì đi hơi trễ, 4-5 giờ. Dạ. Rồi sự duyên nó xảy ra như vậy á. Rồi bây giờ là ba đứa cháu. 4 đứa cháu luôn. 4 đứa cháu, bây giờ cô chắc có phải cô nghỉ cô lãnh chứ giờ làm sao vậy? Chứ sao dạ. Lấy tiền đâu mà hỏi cô cho con hỏi vậy, gia đình này, anh Phong với chị Liễu này ở đây mình có ở địa phương mình có phục chính sách hộ nghèo không con? Không có, mà bây giờ không có. À, đó giờ mình chưa có được cái người gì. Tại vì năm thường là có đầy đủ hai vợ chồng đồ này nọ là ít khi được vô hộ nghèo lắm. Dạ. Yeah. Phải như thế nào mới vô được? Mà nhà ảnh chỉ là không có ruộng có rẫy gì hết không hả cô? Có. Chỉ còn không có một con người sao có. À. Là mọi thứ là chỉ trông chờ vào cái đồng tiền mà ảnh đi làm đá đó thôi. 250 một ngày đó thôi. Nhưng mà công việc nó có thường xuyên không cô? Thường xuyên hoài á. Yeah. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Na da da ya ya nam mô a di đà bà lô yên đế tư văn ra ya bồ đề tâm bồ bà ya ma ha tâm bồ bà ya ma ha ca lô ni ca ya an ta tam ra. Qua đời không chút cũng không rành nữa, tại vì tôi đi làm mới về đám con gà. Dạ. Rồi ở nhà mới có ngày hôm qua mà tính là sáng này đi nè. Dạ. Rồi xảy ra chuyện gì rồi nắng rồi về thì nó cũng thấy nó vui vẻ, nó này kia cơm nước cho chồng á. Dạ. Ăn uống này kia lặt con muốn rồi nó hô trường mơ mớ mơ luộc cho cha. Dạ. Nó bỏ đường đủ rồi có tối rồi xảy ra chuyện gì. Cũng như là chú không biết cái là chuyện gì, cũng như là tối hồi hôm qua là mấy là chịu khổ ha. Không. Dạ, tại vì thấy nó cũng bình thường, nó vui vẻ với chồng con nó này kia, rồi nó giỡn với mấy nhỏ nó nè, rồi nó qua nó giỡn với cháu nó kìa. Dạ. Bởi vậy là con thấy sao mà là vợ của ảnh qua đời, nhưng mà trong nhà là mình là không biết là chỉ qua đời là như thế nào ha. Ừ. Cũng như là mình thấy là ngày thường là cũng là không bình thường ha. Bình thường, thấy cũng không có gì giá ra phải, mà nó có tự lộn hay là nó quýnh lộn gì á. À. Còn hô ờ nó buồn nó giận. Dạ. Còn cái này có khi nào là chỉ có bị bệnh trầm cảm gì không hay chú? Nó cũng không gần cái vụ đó. Tại vì con cũng có nghe nói thôi, là chỉ cũng ít có nói lắm được là đúng không? À, thì nó ít nói. Nhiều khi tôi đi làm về đó này kia, ông cha má về rồi đó. À. Từ đó ăn cơm thì nó kêu cha ăn rồi thôi. Dạ. Không hỏi tới cha làm sao. Dạ. Nó chỉ lục lục chứ chơi với mấy đứa con nó không á. Thì bởi vậy là con thấy của nó hơi ngộ ngộ.
chứ phải mà vợ chồng nó cư lộn này kia thì mình biết là nó giận hờn hay là này kia này không cư lộn chiều chồng cái gì nó đục rau nó làm rau vợ chồng ăn này kia rồi nó anh đi ngủ đi khuya đi sớm rồi ủa gì vợ nói là anh đi ngủ đi hả khuya là anh đi sớm hả anh đi sớm mà anh ai thằng này thì 3:30 là thức dậy đi chạy ngoài đường giao đá rồi bởi vậy mà mình thấy nó cũng con thấy nó cũng ngộ không có biết xảy ra chuyện hả nó tự lộn hay là nó cứ lộn gì hết rồi lấy cái gì vậy là mất tô thì liễu liễu hôm nay 31 tuổi cũng là của em Dung nhà chồng nó thì cái phần thành của em Dung và ba chồng của chị Liễu chú qua đi chơi được mấy hôm rồi mới qua buổi sáng nè chiều có chuyện chú không có thấy là vợ chồng của không có cười nữa chứ vui vẻ không có mà chính gì vậy vợ chồng ăn cơm chứ á rồi làm đi phê chồng luôn rồi chồng làm mình ngủ rồi nè chồng nó ba giờ khuya đi gõ đá rồi rồi tới 11 giờ trưa mới về về ngủ tới 1 giờ đi tới tối mới về đó nó ăn rồi nó pha đi phê chồng uống nữa rồi chồng nằm ngủ nói anh ơi dùng ngủ đi ngủ ngoài này mũi rắn chết vợ chồng con cái ba năm người ngủ này có chút xíu vậy thôi hả chú chỗ này là cái chỗ nghỉ ngơi của hai vợ chồng đó thì trên này nơi này bà mới đậm đâu không biết đó, quý cô chú anh chị thì cái tên cái cây xiên này thì liệu đó thì ngay chân cái cây đà ngang này nó làm chưa thấy không thấy qua cái chồng đỡ nằm đây rồi cái này này bằng ra nằm này rồi nó vỗ cửa bệnh á nó đĩa chết rồi bệnh cốc chạy qua chạy qua thì nó đỡ vợ đi chú này là tải luôn cái cây xiên này luôn hả chú treo cái xiên này mà đi treo bên đây không biết không treo bên đây chú bên đây luôn hả chú chưa nói không biết bên nào mà cái cây này nè treo cây này nè không biết làm đây không biết thì chính là cái cây xiên này mà qua thì nó dở nằm rồi rồi mẹ nó qua giờ ngực mẹ thì còn nóng lấy dầu chút mình điện cho chứ đưa đi rồi chú cho hỏi là khi mà là chú thấy cái lưỡi có là có lưỡi có lên không chứ cũng như mình ngủ vậy chú ơi cái lúc mà xảy ra sự việc đó rồi ba đứa con nhỏ đó ngủ đó rồi có hay không có ngồi dậy thôi thấy mẹ cái lúc đó không qua kêu nó ẩm ba đứa giờ vẫn ngủ là vẫn còn ngủ chứ không có đánh thức mấy nhỏ con sợ tội cái lúc mà chứng kiến mẹ mình mà tuổi nó còn quá nhỏ đó qua thấy vợ làm gì nó gỡ sao mình không biết nha làm thế này làm vậy là rồi để ra đây nè rồi nó mới ra làng lên bệnh đi nghe về mới ra tóc nó tóc ba người nhỏ bệnh vợ ngủ người lớn bên đây không à tại vì tôi có giò tay một mắt mắt này không có thấy rõ cái sao tôi nói gì cái lúc mà chiều ăn cơm đó chú có thấy chị Liễu nói chuyện mà giỡn mà có cái câu nào mà nó lạ không chú nó làm rất thơ muốn nữa rất chiều á chồng nó bẻ con muốn vừa nữa là cao muốn rồi nữa nó thấy cậu Nam ơi mời con làm như muốn gì dưa chua cho cậu ăn làm ra mời ăn làm dưa chua cậu muốn là cho cậu Nam ăn chưa kịp làm cho cậu trời rắc rồi rửa để sao đúng đó ngày tối có chuyện nghe nói đau lòng đấy cậu Nam ơi con mời con làm dưa chua cho món cậu Nam ăn làm đi tao ăn
mà chú cầu mong con khỏi liệt như em Liễu vậy. Cô thấy cậu nghe là thiếu nợ nần ai không? Không. Cô không thiếu nợ, không cô không cãi cự. Không. Mà ở chỗ mình chồng đây là dạ. Ông ai ghét đây vậy? Dạ. Không biết lý do gì. Không. Hiểu rồi, cháu chồng biết lý do vậy. Dạ. Ông thiếu nợ thiếu nần, nhớ mới thiếu gì? Có con quấn cho con thiếu gì vậy? Chút đỉnh nha. Dạ, thì cái đó thì nó cũng giá đáng kể đi. Chưa đỡ không có. Nhưng mà con nghe bà con chia sẻ nói là chị Liễu này là cũng ít nói chuyện lắm. Chào con hỏi ơi chị. Rồi mắt treo á, không có hỏi nữa. Là giống như là muốn là một cái bệnh trầm cảm. Từ từ nó muốn là phát sinh ra rồi đó. Hồi đó thôi mà nhỏ lớn mà. Đâu phải mới đây đâu. Dạ. Con cảm ơn thôi, con cảm ơn chú. Đây. Em cũng nói mẹ ngủ mà. Mẹ dậy đi, mẹ ngủ á. Mẹ đâu ngủ đâu. Mẹ chết rồi. Biết đó là cái nước cho nó thông minh lớn nước có 7 tuổi cứ nhỏ nhất là hình như 3 tuổi thôi nhỏ nhất là lúc đó là bên đây là anh la lên là cô là mẹ của cha ngủ đây rồi bắt đầu kêu cha nó cha vô kêu trong nhà. Tại vì ngủ có đứa bé trọng đó, chồng cái đầu cũng vô cửa rồi mở ra đấy nó đi chọn ngoài đất. Cô được mấy người con? Ba. Dạ này ở Long Hồ Vĩnh Long anh Ma Tư Phong này. Cô ba người con là cái người con trai này là chồng chị Liễu thứ hai. Dạ. Con nhỏ thứ ba là con gái. Dạ. Út. Dạ. Rồi giờ chị mất như vậy rồi giờ ba đứa bé rồi là sao đây người dắt cô giữ cho ra cho anh quá. Tôi không có đi mua được cho trai bé kia hai bé kia nữa. Dạ. Hai bé nhỏ nữa. Công việc hàng ngày của cô là mua cho trai. Mua cho trai. Dạ. Thế bây giờ là một mình cô lo tới năm đứa nhỏ luôn. Cô là cô không? Là đây nè có hai đứa này. Dạ. Giờ này nó lại mất rồi đầu rồi. Là năm đứa mới đi bán được, chứ đi bán với trai thì lấy gì đâu mà con nó đi làm, trai đâu đi học. Chị Liễu tổng cộng được mấy người con cô? Ba đứa. Ba đứa con ha. Đây là cái bạn cao phó nha. Tô Thị Liễu, Hưởng Dương, 31 tuổi. Lúc đó ai là người tháo dây ra cô? Chồng nó. Lúc cái sự việc xảy ra mấy ngày thì nếu có nói gì không cô? Không có nói gì. Không có buồn. Không có biểu hiện gì đâu cô. Không có. Cô có suy nghĩ gì không? Cô có biết cái vấn đề gì làm như vậy không? Nói chung là tôi đi mua chai sáng rồi đi mua rồi chiều cũng mua về. Đó thì đó các bạn thì bây giờ là đây là một cái người gì hay là một người cô gì đó thì đang là cúng cơm cầu ngủ. Là cái gì chồng đi Liễu không anh? Dạ rồi em ăn đi cho nó ngủ em đi dạ em ngủ đứng gì chẳng được không không có chủ màn chống lỏng mà lúc đó em ngủ sai cái gì dạ tại vì em đi làm từ sớm cho nên alo
Thì mà các bạn thì sớm bạn thì tí là lắm bạn thì cũng quay cho mình xem thì em Liễu đó các bạn thì hôm nay là 31 tuổi mà không biết gì cái chuyện gì mà đã qua đời rồi bỏ lại ba đứa con nha. Thì quay hồi sớm bạn thì cũng chung trong gia đình rồi chồng của em Liễu rồi tất cả bà con ở nơi đây cũng có chia sẻ đó các bạn. Thì thôi giờ tí là lắm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn em hộ cho tí là lắm bạn hay cho tí là lắm một cái chia sẻ một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là lắm luôn các bạn. Bây giờ tí là lắm bye bye các bạn nha. Bye bye.